chỉ giữ tay thôi ạ. À. Cho quạt quay thoải mái. Con phải tháo cái này. Cho quạt quay. Quạt quay. Tháo thế thôi. Anh ra thì không không. Chủ yếu nó bẩn ở đây nè. Anh đấy là máng nước không tháo được. Tháo được tháo. Cốt tan chưa? Ok. Cốt đỉnh tan chưa? Cốt cái trên xuống rồi. Chưa? Đỉnh tan. Từ trên xuống cơ bởi vì nó còn là đằng sau nữa đấy. Hả? À, sao đây? Tháo ra. Ở cái này. Chỉ cần cái đại cục thôi. Cái tiểu cũng cần không? Chán chưa? Chán hiếu rồi. Anh kia là sai. Đây. Hơn 11 tin hương. Chính nghĩa này không? Lên là dài, đưa máy xuống. Trời đang mưa. Cố lên. Mình sẽ nâng như này nó mới ngon. Bây giờ là 8 giờ tối đấy các bạn. 8 giờ tối đúng không? Vẫn còn phải lăng quăng mấy cái đồ này đây. Quá là mệt đây. Mong rằng là 9 giờ đấy xong. 8 giờ tối đúng rồi. À. Máy hồi xuống nó hơi bẩn đấy. Thì cứ kí vô xuống đi. Thì càng thiếu rồi. Thì anh kiếm chân lên nhá, xong anh xì phát từ trên xuống dưới đấy nhá. Thế là xì ngang vào thì kiếm chân anh xì phát từ trên xuống dưới. Bẩn từ trên xuống dưới. Cứ làm từ từ đó, để cái chậu dưới này nó đầy nước thì em ấy cái gì? Đây em đổ, em phụ cho anh cái nào đấy. Quay chiếu tối đấy à? Thôi ổ điện đấy nhá, em ấy rồi đấy, em ấy phải đấy. Nào nghe máy. À, đang quay vậy. Muốn làm sao là chúa, muốn làm Đức Chúa Trời. Anh Kiến nha. Thank you.